Hàm thì không chỉ lấy dữ liệu từ bên ngoài vào bằng các tham số và cho chúng ta kết quả in ra màn hình, mà nó còn có thể trả lại một giá trị, và đó được gọi là giá trị trả về của một hàm. Như vậy thì có thể coi tham số là đầu vào của hàm và giá trị trả về sẽ là đầu ra của hàm. Giá trị trả về thì được xác định trong định nghĩa hàm bởi kiểu trả về. Trước đây thì chúng ta đã tạo ra một hàm có những kiểu trả về là void. Void có nghĩa là chúng ta không trả về giá trị nào, bởi vì các dữ liệu đều đã được in ra màn hình khi mà chúng ta sử dụng lệnh system.out.printer để in văn bản ra màn hình. Nó chỉ hiển thị văn bản ở trên màn hình cho chúng ta xem, nên sẽ không trả về bất kỳ giá trị nào để ta có thể tương tác và thực hiện các phần tiếp theo của chương trình. Ngoài kiểu void thì còn có những kiểu trả về khác cung cấp cho chương trình một giá trị trả về để có thể tiếp tục sử dụng. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng kết quả tính toán cuối cùng của hàm ở bên ngoài định nghĩa hàm, bạn cần xác định kiểu trả về của hàm đó. Và sau này, khi bạn gọi hàm, bạn có thể sử dụng giá trị trả về đó. Để làm được điều đó, thì bạn thay thế void bằng string, int hay là boolean, hay bất kỳ kiểu dữ liệu nào mà bạn muốn. Sau khi trả về giá trị đó, thì ta hoàn toàn có thể tương tác với chúng ở ngoài định nghĩa của hàm. Điều này sẽ dễ hiểu hơn khi mà xem xét các ví dụ ở bài tiếp theo.